Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sparkling. Và ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm mẫu cần câu cá 1,5m kèm máy câu 2000 chuyên dụng. Sản phẩm giúp bạn dễ dàng hơn trong việc đánh bắt cá bằng việc gia tăng giới hạn chiều dài và có thể linh động vừa câu cá vừa điều chỉnh được chiều dài của dây. Ngoài ra, bạn còn được tặng kèm một chuông rung báo hiệu khi cá cắn câu. Cần câu có chiều dài tối đa là 1,5m khi kéo ra và 35cm khi thu lại, rất tiện dụng mang theo và dễ dàng bảo quản. Được làm từ chất liệu nhựa cốt thủy tinh nên có được độ dẻo cần thiết, có khả năng chịu lực và chịu nén cao. Có thiết kế 5 lỗ để cố định dây câu theo hướng mà chúng ta muốn. Máy câu 2000 chuyên dụng giúp chúng ta linh hoạt trong các tình huống xử lý. Phía dưới có khóa để bạn có thể điều chỉnh chế độ thu hoặc là nhả dây. Tay cầm làm từ nhựa nhám, có các rãnh để tăng độ bám. Với những tính năng trên, sản phẩm hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn trong việc đánh bắt cá một cách rất hữu ích. Truy cập website sparkling.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video clip sắp tới.